Tháng 9 năm 2017, đường chuyên dùng vào các mỏ đá thuộc cụm mỏ Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa được kết nối với quốc lộ 51, nhưng đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập về ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo phản ánh của người dân, từ ngày thông xe đường chuyên dùng, mỗi ngày trên tuyến đường này có hàng ngàn lượt phương tiện di chuyển, chủ yếu là xe tải ben, khiến quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về thành phố Biên Hòa trở nên hỗn loạn, ùn tắc thường xuyên xảy ra. Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhiều lần ớn lạnh mỗi khi nhìn thấy người đi xe máy, học sinh sang đường ngay trước mũi những chiếc xe khủng. Nguy hiểm dữ lắm, dân đồ nó phản ảnh dữ lắm, mà giờ phải chịu thôi chứ giờ biết sao. Đó, họ mới qua kia chết chỗ đây nè, chết hết người nữa đó. Không, nguy hiểm lắm anh ơi, bị gì đó, xe ben chạy bất nhầm khi đèn đỏ nó cũng ban luôn, ghê lắm, nguy hiểm lắm. Cái đoạn này là ai cũng sợ, chơi ngang đây sợ lắm. Để giải quyết tình trạng ùn tắc cũng như tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho nút giao này, thời gian qua Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tìm phương án tối ưu và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để có thể xử lý triệt để thì cần phải tính toán lại cụ thể lượng phương tiện ra vào trên tuyến đường chuyên dùng, bởi đây là mấu chốt của vấn đề.